ao lưới nè anh Quảng nè, coi cách làm ao lưới nè. Mày hả, nẹp cái dây hết ha, thì đóng cọc có kịp xuống đấy. Thấy chưa? Trải lưới đây. Trải lưới đó. Đó, trải lưới đây. Trải lưới đây đó, lấy dây ra thì kịp xuống. Kịp xuống kịp trải dây đây đó. Họ đóng ghim vào đây. Đấy. Đóng ghim. Đấy. Đấy, thấy chưa? Vì rõ cho anh thấy đó. Để lưới đó. Đó, cái quạt dài ra tới cái lỗ siêu phong. Rồi, ok anh.